Chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ đốn cái sào sát với nhà người ta nè các bạn. Cái sào này cũng khá là cao luôn nha. Đó, anh đu dây lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ghê không? Bây giờ anh kéo cái máy lên đó các bạn. Cây sào này cũng khá là cao luôn nha. Đó, bây giờ anh mang máy vô trong đó bắt đầu là có thể là anh treo cái nhánh đó hết gì nghe. Có bà chị, bà đứng bà chỉ cho anh thợ sắt nghe các bạn. Ê để coi anh thợ xử lý cây sao này như thế nào nha các bạn. Đó, anh móc cái máy vô đó rồi, có thể là anh lên còn một nhánh đó, có thể là anh treo cái nhánh đó hay gì đó nha. Cây sao này nó nằm sát cái nhà người ta luôn nè các bạn. Đó, có thể giờ anh leo lên đó nghe để coi anh xử lý cái nhánh nó thế như thế nào nghe, để coi cái anh treo nhánh đó. Rồi, chờ anh leo lên. Trời ơi. Ây cha, anh leo lên tới ngọn luôn hả gì các bạn ơi. Đó, bây giờ có thể là anh tuột xuống, anh cọp cái nhánh bự ra ngoài đó nghe các bạn. Ê chà, anh bò ra ngoài, anh cọc cái nhánh hay gì đấy các bạn ơi. Ghê quá. Từ từ thở ơi. Thank you.
Có thể là anh đứng cái đó anh chồm xuống anh cắt cái nhánh bự đó nghe các bạn. Đây. Xoay tròn luôn. Ê, nó xoay tròn luôn. Quay trở lại. Đây. Còn nhánh cây nó xây ra nó xây tròn kìa. Anh xuống anh đạp cái nhánh cây đó ra cho nó ra nha các bạn. Thôi rồi. Sao mà nó xoay tròn vô đây hoài. Đây. Được hạ xuống, được cái nhánh được hạ xuống đó các bạn. Giờ anh được thả cái máy xuống rồi bắt đầu là anh leo lên trên đó, anh cọt dây ở trên đó nha các bạn. Các bạn hãy xem anh thợ xử lý cây này như thế nào nha. Thôi anh lên tới ngọn luôn cái gì kìa. Giờ anh tọt xuống rồi đó các bạn.
bị mắc cây nữa các bạn. Ngay cây dừa luôn các bạn ơi. Phải coi có trái nào uống không nè. Đâu hết rồi, không biết nữa. Mất tiêu quá trời rồi, không thấy xá nào trên trời. À, mình thấy đang trái các bạn ơi. Có, được trái. Trái, được trái. Quá phê, quá phê. Trời ơi. Ôi, lắc nước rồi. Nó nhiều lắm mà sao.